Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở những video của mình. Kênh YouTube của mình chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Và những món đồ thủ công này các bạn có thể làm quà tặng, trang trí nhà cửa hoặc là làm đồ dùng hàng ngày cũng được. Và như các bạn đã biết là sắp tới chúng ta sẽ có đón một ngày lễ 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một khay hoa hồng từ giấy nhún như thế này, để chúng ta có thể tặng những người yêu thương của mình. Mình đã làm hoa từ giấy nhún và bì cắt tông. Để làm được khay hoa này thì mời các bạn hãy theo dõi video chi tiết sau của mình. Để làm món quà ngày hôm nay thì các bạn hãy cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất đó là giấy nhún, một cây thước, bì cắt tông, keo nến, một cuộn chỉ và một cây bút nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần khung cho món quà. Phần khung cho món quà thì mình sẽ sử dụng giấy bìa cứng. Các bạn hãy vẽ cho mình một hình trái tim lên trên đó. Mình sẽ vẽ hình trái tim lên đây nhé. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng kéo và các bạn hãy cắt theo cái hình trái tim mà chúng ta vừa vẽ được. Như vậy là chúng ta đã được một chiếc khuôn hình trái tim như thế này. Tiếp theo thì các bạn hãy sử dụng cho mình giấy nhún. Những tờ giấy nhún này thì mình đã cắt sẵn với kích thước là 8 nhân với 45 cm. Chiều này sẽ là 8 cm và chiều này sẽ là 45 cm nhé. 8 x 45 cm. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm hoa. Các bạn hãy sử dụng cho mình một chiếc thước. Chúng ta sẽ đo khoảng tầm 3 cm. Chúng ta sẽ đánh dấu. Tiếp sau đó thì các bạn hãy gấp tờ giấy lại theo như cái đường chúng ta vừa đánh dấu được. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thực hiện cách gấp. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ dùng tay. Chúng ta sẽ gấp một đường chéo ở phần nếp, ở một nếp giấy. Đây, chúng ta sẽ, các bạn sẽ rút một đoạn giấy chéo
và phần trên này các bạn ấn xuống gấp về đằng sau để chúng ta tạo thành một hình cong như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tương tự như vậy cho đến khi hết giấy thì thôi. Phần sau này các bạn dùng tay các bạn gấp xuống. Đấy. Mới đầu thì các bạn sẽ thấy có vẻ hơi khó khăn một chút, nhưng mà sau đó khi các bạn quen tay thì các bạn cảm thấy nó rất là đơn giản. Tiếp theo thì các bạn hãy sử dụng keo nến. Chúng ta sẽ gấp bắt đầu này lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ quấn lại giấy dần lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã hình thành một bông hoa hồng rất là xinh. Tiếp theo thì các bạn hãy sử dụng chỉ, chúng ta sẽ buộc phần hoa lại. Chúng ta hãy cùng làm một bông hoa màu đỏ nữa nhé. Bông hoa màu đỏ chúng ta cũng sẽ làm tương tự như bông hoa hồng chúng ta vừa làm. Thank you.
chúng ta sẽ gấp cánh. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo những đường chéo. Hoa để gắn được lên trên tấm bìa thì chúng ta sẽ cắt bớt cái phần phía sau đi. Và các bạn hãy làm thêm cho mình nhiều bông hoa hồng hơn nữa nhé. Và đây là những bông hoa hồng mà mình đã làm sẵn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trang trí lên trên hình trái tim. Mình muốn làm hai bông hoa hồng màu đỏ tượng trưng cho những đôi tình nhân. Nên là mình sẽ để hai bông hoa hồng màu đỏ ở giữa. Chúng ta sẽ gắn những bông hoa hồng màu hồng lên viền xung quanh.
Mình sẽ phải giữ một lúc để cho bông hoa hồng này sẽ được gắn chắc chắn ở đây. Như vậy là chúng ta đã trang trí xong hình trái tim. Tiếp theo là để làm phần viền thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cuộn băng rô như thế này. Chúng ta sẽ dán xung quanh viền của trái tim. Này chúng ta sẽ tách ra và chúng ta sẽ gấp lại để chúng ta sẽ tạo thành hình trái tim, hình viền trái tim ở đây nhé. Đó, phần phía trên thì chúng ta sẽ mình sẽ dùng ruby băng để chúng ta tạo thành một chiếc nơ.
Mình sẽ dùng chỉ để buộc lại. Phần này thì các bạn hãy cắt bát cho mình nhé. Sẽ giữ một lúc cho keo nó khô lại vì cái chất liệu của chiếc nơ này nó hơi khó dính một chút nên là các bạn sẽ giữ một lúc nhé. Và đây mình có một bông hoa làm từ vi băng nữa và mình sẽ gắn vào giữa. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc hình trái tim với những bông hoa hồng rất là xinh xắn. Các bạn có thể sử dụng làm quà nhân ngày lễ tình nhân sắp tới. Rất là ý nghĩa đấy. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.